có lời mời Sony lên đây, và đồng thời Sony xin gửi lời chào tất cả các chị em trong khán phòng hôm nay ạ. Thì Sony đến từ thành phố Florida. Trước khi mà mình đến với kinh doanh với New Skin anh chị thì đã là người kinh doanh. Đối với mình anh chị, trước khi mình làm bất cứ một kinh doanh nào khác mình đều tìm hiểu rất là kỹ trước khi mình quyết định. Và cách đây 9 năm về trước mình đã quyết định kinh doanh với New Skin. Vì khi mà mình tìm hiểu kỹ đó chị, thấy New Skin đạt được 3 yếu tố và quan trọng nhất trong người trong ngành kinh doanh. Thứ nhất đó là cái cơ hội, thứ nhì là xu hướng, và thứ ba là thời điểm. Tại vì kinh doanh bất cứ cái gì anh chị phải đạt được xu hướng và chị phải làm đúng thời điểm thì mình mới phát lên. Anh chị nghe ông bà mình nói không, làm cái gì mà nghịch thời thì sao? Thì chị bôn ba lần đâm lần động mà cuối cùng làm còn bị phá sản vì mình làm nghịch thời mà. Thành ra New Skin đạt được 3 cái xu hướng đó. Thứ nhất mình thấy được cái gì, cái cơ hội là anh chị muốn làm ở kinh doanh mình để kiếm được nhiều tiền là mình phải làm lớn. Mà nếu như mình không làm lớn nổi thì mình nên hợp tác với công ty lớn thì mình mới có cơ hội kiếm được tiền. Anh chị nên nhớ nhé, nếu được hợp tác với cùng một cái đại công ty lớn thì sao, có cơ hội mình sẽ làm giàu. Và cái thứ nhiều đến chị, cái xu hướng là sao chị? Ai bây giờ trong cái phòng này chị có muốn khỏe hơn không? Yeah. Anh chị có biết bao nhiêu người bên ngoài muốn đẹp hơn không? Yeah. Yes, mà nếu như mình kinh doanh cái gì mà bên ngoài người ta muốn thì mình sẽ kiếm tiền. Nha, yeah. Và cái thứ ba nữa đó chị, mà bây giờ nè, mình thấy được là online. Bây giờ mọi người order thì sao chị? Họ dùng phone, họ ngồi tại nhà, họ không còn đi shopping nhiều xưa nữa. Anh chị đồng ý không? Bao nhiêu người trong cái phòng này thì order, anh chị dùng phone, anh chị không đi shopping mà có hàng tới nhà mình à? Anh chị giờ này nữa không? Anh chị thấy rất nhiều không? Nó càng ngày càng nhiều. Và mình thấy được công ty New Skin nó đạt được 3 yếu tố này. Và mình hợp tác với họ. Và sau khi mình hợp tác thì nếu tính ngày hôm nay là 9 năm. Mà sau khi mình hợp tác rồi đó, thì mình thấy được có nhiều điểm lợi khác so với kinh doanh truyền thống của mình. Vì mình làm kinh doanh truyền thống trên 20 năm chị ha. Và mình làm nhiều cái lĩnh vực khác nhau lắm. Nhưng mà mình thấy cái điều tuyệt vời là chị, để trong cái kinh doanh truyền thống đó, để cho cái giống như mà cái một kinh doanh mà để kiếm được tiền thì chị phải làm sao chị gửi hàng để mình làm trong cái supply mà để cho thâm cao thì sao, thì mình làm sao cái hàng của mình tới tay được khách hàng tiêu dùng càng nhiều thì mình mới có tiền vậy đúng không. Mà thời bây giờ thì cái người chủ tiệm nail trẻ thì họ đâu thích đi shopping đâu, họ ngồi ở nhà họ gọi điện thoại, mình phải delivery không, mình phải ship hàng không, chứ họ không còn phải đi lái xe tới tiệm của mình mua hàng nhiều xưa nữa. Nhưng mà để chị biết được bây giờ mà để ship hàng tới cho người khách hàng thì là cái người supply chị rất nhức đầu. Thứ nhất chị đem đôi làm có tuyệt vời không ạ? Trời ơi, không giỏi mà cố luôn 20 năm supply rồi. Anh phân tích cái nào là những cái đó. Cho nên thôi đừng có suy nghĩ nhiều các bạn. Nếu ai đà là một người kinh doanh giống như hồi nãy nói, một là mình yếu thì mình đu theo ông bự, rồi em nghèo em đu theo anh giàu. Cảm ơn các bạn. Rất là tuyệt vời. Không cần phải lo cái tiền ship hàng này, chứ không lo phải lo hàng bị bể, không lo phải mất hàng nè. Công ty New Skin họ chịu hết rồi, và họ cho mình cái website hoàn toàn miễn phí luôn. Rồi supply mình mở website thì mình tốn 2-3 ngàn đô, sau đó phải update, maintain, update liên tục, đúng không chị? Còn New Skin họ cho mình hoàn toàn miễn phí, lý do tại sao mình làm? Thật ra đó là người kinh doanh mình thấy được vậy, mình nhảy luôn làm việc. Ơi, cảm ơn sự chia sẻ của tôi là cái tin rồi các bạn. Và đây là một nữ doanh nhân các bạn. Đây là biết tới chị Linh là một người kinh doanh New Skin. Tại vì trong những ngày đầu tiên mình gọi là toàn tàn sách giỏi học New Skin, chị Linh là một cái người huấn luyện cho em trong lớp quay lại. Và lúc đó mình là không biết ở đâu đó, còn trên bay nó chưa có xuống dưới đất đâu. Nhưng mà cái mình thích của chị Linh là gì? Bạn này là một doanh nhân. Và cái doanh nhân này là chuyên ra nghĩ rất là nhiều trò và nhiều mô ra em mời chị. Cái câu hỏi của em này dành cho chị Linh là ngày xưa, đâu có xưa, mấy năm rồi chị? 6 năm hả? Gần 7 năm, chị Linh nghĩ gì và chị Linh thấy gì khi mà chị quẹo đặt trống vậy chị? Dạ, cảm ơn chị Ada. Thứ nhất đó, các anh chị vào 7 năm hồi nói là hồi đó mình đẹp nhưng mà mình đâu có khù. Cho nên là bây giờ những là đẹp nhưng mà đẹp hơn, nhưng thật sự ra là 7 năm trước đó, một cái sự vô tình, New Skin bé Linh là rất cái sự vô tình lên có những kế hoạch cho tiệm và cho trường của mình. Nhưng khi mà lại mình về công ty, mình phải về công ty để mình thấy những con người, những chính sách trả thưởng, những cái câu chuyện và cái trụ sở của công ty và cái dòng sản phẩm của công ty tiếp tục lên khoảng chừng 7 năm trước. Một cái nữa đó mà khi mà mình nói rằng là càng đi sâu đó, thì mình nhận thức được kinh doanh này cho những cái gì mà anh Thông Nguyễn Tả nói về xu hướng đúng, đó là một trong những lý do mà Linh nhận thức được. Thêm hơn nữa đó là Linh kèm theo cái chữ đó là New Skin cho lên một cái giá trị, đó là đẹp. Kinh doanh này là một kinh doanh rất đẹp các chị.
và những người kinh doanh Minh Xuyên là những người rất đẹp. Các anh chị đồng ý không ạ? Đây là lý do tại sao mình cảm thấy đẹp, không nghĩa là da mình đẹp, tướng mình đẹp, nhưng mình đẹp từ bên trong mình đẹp ra các anh chị. Và đây là cái kinh doanh mà tôi thấy giá trị đủ và có thể thể hiện được mỗi con người chúng ta để cùng nhau mình có thể được tốt hơn và có tương lai nó tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Đó là tại sao mà Linh có. Thứ nhất là em trai của mình Linh Cao có mặt ngày trong khán phòng này, là thợ của Linh trong tiệm nail trên 10 năm. Còn em trai Linh Cao, con trai của Linh đó là Kaden cũng có mặt ngày hôm nay. Và không những như vậy là ba mẹ Linh cũng có trong khán phòng này. Con mời ba mẹ Linh đứng đây. Qua đời kia mà có thể Linh không biết nhá, nhưng mà đây là New Skin và Linh nói rằng là đời của mẹ Linh cũng làm New Skin, nhưng mà Linh là giới thiệu mẹ Linh, nhưng mà sau đó thì là Linh nói rằng đời Linh và có thể là đời cháu trước sau này, vì mình cảm thấy được là cái nét đẹp nó đủ và nó xứng đáng, và mình rất là tự hào mình là thành viên của Giết và kinh doanh với New Skin. Một cái là nhận thức đó các chị, là về nhân viên, tại sao Linh nói rằng là đẹp, là tại vì khi vô đây không biết là mẹ Linh nhóm hay nhóm trong nhóm Linh hoặc là chị em hoặc là những người nào trong nhóm mình họ không có cái tư tưởng là truyền thống, là giống như là làm công cho mình đó các anh chị. Mình có tiệm nail, mình có trường, nhưng mà em trai của Linh đó, mình nói là một cái ví dụ là em trai của Linh làm chung tiệm với Linh, thì có một cái gì đó suy nghĩ rằng là nó làm cho chị Linh, anh chị có ai mà chị làm chủ mà chị có những người nhân viên có những cái tư tưởng như vậy không ạ? Hoặc là các chị đang làm con trai đó, chị cũng thêm một cái tư tưởng là tôi làm cho ông đó, bà đó, hoặc là hãng đó, công ty đó. Thì khi mà mình nghĩ như vậy rồi đó, thì chị sẽ không thể hiện được cái nét unique của mình, cái creativity của mình và chính con người của mình. Cho nên là các chị nói rằng là chị làm con trai đó thì nó sẽ giới hạn các chị, tại chị làm phải làm theo người chủ đó, đúng không ạ? Nhưng mà trong cái nét đẹp của New Skin là chị tự thể hiện con người của mình. Anh chị làm với mục tiêu của mình và anh chị làm chủ cái cuộc sống của mình và cái kinh doanh và cái ước mơ của mình. Tuy mình làm theo nhóm mà đến đó là cá biệt và lý do tại sao mình chọn New Skin 7 năm trước các chị. Thank you. Cảm ơn chia sẻ của chị Linh. Các chị biết hai trường là hai cái tiệm ngay ở trong mô và một cái trường ở ngoài thì rắc rối lắm. Rinh cả dòng họ vô làm và phiền phức lắm. Đem vô New Skin an toàn vui vẻ và mọi người cùng nhau vỗ tay. Cảm ơn chị. Và anh chị, đây là anh lúc đây mình đến của các bạn nhìn anh đến của các bạn ấn tượng đầu tiên theo cái vụ giống ai nè, giống em thầy giáo có tính hết giống không em chị? Bạn này vô cùng quý hiếm. Bạn anh đến của là một người kinh doanh từ Việt Nam qua Mỹ, từ Mỹ về Việt Nam, và câu hỏi cho anh là tại sao làm vậy sướng quá anh nhỉ? Như New Skin Tea vậy anh thấy điều gì? Mời anh. Cảm ơn anh, là xin chào tất cả các anh chị trong khán phòng ngày hôm nay. Để đầu tiên trả lời cho câu hỏi này thì đầu tiên mình cảm ơn người chị, đó là chị Thủy Vũ ở Việt Nam, là người chia sẻ câu kinh doanh của mình, và một tràng pháo tay cho người ấp tay của mình, xin nhận lời ấn thủy lên đến từ Việt Nam. Và không quên cảm ơn bà Xá đã chia sẻ cơ hội này cho mình. Nãy anh Tuấn quên anh chỉ mình nói câu này đó. Nhưng ngọng nguyện thôi. Cảm ơn câu trả lời câu hỏi của anh là mình kinh doanh cũng trên 20 năm. Từ quốc nội quốc ngoại và sang bên Mỹ này thì cũng như bao các anh chị khác, mình cũng đi kinh doanh. Ở đây có anh đi kinh doanh không? Rất là nhiều bên cạnh mình thì một trong những kinh doanh đó là nhà hàng, đầu tư và xây dựng. Đặc biệt nhất bây giờ mình còn cái nhà hàng nữa. Thì với kinh doanh truyền thống các anh chị ạ, một điều đặc biệt là chúng ta phải rất giỏi để bắt đầu. Bởi vì ở đây có ai mà mình mở cửa tiệm rồi chúng ta đi học nghề không ạ? Không, các bạn, chúng ta phải giỏi. Mà trong cái kinh doanh về vấn đề và truyền thống ấy, thì chúng ta phải đầu tư rất nhiều về tiền bạc này, về nhân viên này, rồi thời gian, về công sức này, và đặc biệt là 200% cái sức khỏe của mình. Và trong lĩnh vực đầu tư cũng vậy, mình cũng phải có những dự án mình đầu tư ở bên Mỹ rất lớn, mình phải mời những người về từ nước ngoài về đây để đi khảo sát, để survey dự án để người ta đầu tư tiền về, và cái thời gian để có thể xin được visa cũng như đi lại rất nhiều tốn công tiền bạc. Vậy cho nên là qua một quá trình mình kinh doanh trên 20 năm rồi vẫn chưa cho mình được sự tự do, và rất may mắn qua cơ hội kinh doanh này thì nắm bắt được cơ hội kinh doanh để vận dụng cái hệ thống để chúng ta phát triển, thay vì mình bỏ ra 100%, 200% công sức của mình để tạo thu nhập, thì chúng ta dùng cái hệ thống để tạo hàng trăm người để tạo được thu nhập. Đó là lý do mình chọn New Skin.
Cảm ơn sự chia sẻ của anh Đức. Nhưng mà anh nói thế rồi các chị biết là chính phủ kinh doanh từ Mỹ, Việt Nam, Việt Nam qua Mỹ. Đối với anh Đức, các bạn xin visa một lần á, chính phủ cho bạn ấy một lần là 5 năm. Nhưng mà một trong những lý do sâu xa mà bạn ấy không thể nào một năm kinh doanh được thì bà xã cho một lần visa có 2 ngày thôi. Xây đi bay về là hết 1 ngàn nữa bạn có nói. Cảm ơn chính phủ rất là nhiều. Và đây là một người em các chị Thiên Lít từ Hồng. Vui vô cùng, chúc mừng em. Một cái bài đạp biết về từ các bạn. Từ là sinh hoạt trong nhà thờ và có những cái tổ chức tôn giáo đúng không ạ? Và từ rất là thích con nít và bạn ấy cái đam mê chơi với con nít làm counselor, tư vấn, nói chuyện tâm tình, chuyện trò. Và đó là lâm mê của từ. Cái ngày nay đứng ở đây kinh doanh thì đó là lý do tại sao mà từ có mặt ngày hôm nay. Em có thể chia sẻ là từ cái đam mê của mình em chuyển thành cái kinh doanh, hai cái nó không liên quan nhau. Cảm ơn các chị Ada và xin chào tất cả các chị ở đây. Nếu mình nói về cái xu hướng, tại vì mình đang nói về xu hướng và một người làm công và cái xu hướng của bây giờ là mình đang nói về xu hướng về ngành đẹp là hai cái nó khác hoàn toàn. Nhưng mà mình đang nói là nếu mà xu hướng và đây là một cái đà và đây là một cái nguồn sống nó đang đi và nếu mình thông minh, mình là thông minh, cho nên mình em thấy cái xu hướng đó. Và em chọn cái xu hướng, đây là một cái nguồn sống nó đang đi và nó đang giúp người Việt của mình. Tuy là em phải nói là lớn lên ở Mỹ, nhưng mà cái lòng của mình rất là trái tim Việt Nam và mình muốn một cách nào đó mình muốn cụ thể mình giúp cho những người Việt. Và đồng thời, không phải người Việt không thôi mà em thấy những bạn trẻ, người Việt ở đây, họ mất cái phương hướng để có thể giúp cái cuộc sống của họ hơn. Cho nên em thấy đây là một cái phương hướng, một cái đà nó đi rất là mạnh và em không có dại mà bỏ lỡ cái xu hướng này. Cho nên đây là một xu hướng mà em và bà xã của em chọn và em phải nói là em rất là may mắn được thấy cái xu hướng này. Và bây giờ hai vợ chồng chúng em có được một bé và em nhờ cái xu hướng này và hai vợ chồng có được khoảng thời gian cho bé của chúng em. Và một cái phải là thích ở từ các bạn đó là cái đam mê nó chuyện với giới trẻ, tại vì bạn không thích những người lớn tuổi giống vậy, không có sao, cứ làm việc với giới trẻ. Và các bạn thấy đội nhóm của từ và Katrina các bạn toàn là những người trẻ. Trong kinh doanh này bạn vẫn thỏa mãn được cái đam mê của mình và bạn vẫn có thể kiếm tiền, tại vì có rất nhiều cái đam mê ngoài kia không có kiếm ra tiền là từ không, là Katrina đâu có cho đi mà lông sao bông vậy, đúng không ạ? Cho nên một lần nữa chúc mừng các anh chị. Và cảm ơn sự chia sẻ các chị. Các chị thấy đây là những doanh nhân thành công. Kinh doanh 20 năm, 30 năm từ trong ra ngoài, từ Đông qua Bắc, từ Mỹ qua Việt Nam các bạn. Những anh chị này có tiền không ạ? Những anh chị này đẹp không ạ? Nhưng mà họ biết cái gì các bạn? Lèo lái con thuyền của mình. Họ lèo lái cái buồm của mình. Và trong 4 ngày qua các chị